Mình sẽ tới cái màn đó là test cho anh em nghe tiếng bô trước đi, cho anh em khỏi lăn tăn nữa. 2:16 là có nồi chống trượt rồi nha anh em nha. Rồi mình sẽ vô nghe tiếng bô trước, rồi lát mình sẽ review kỹ cái con xe này cho anh em nghe nha. Đó, thì bô này móc nhẹ thôi nha anh em nha. Đi ngoài phố rất là thoải mái, rất là dễ chịu, nhẹ lắm anh em, nhẹ nhàng nè, thấy anh em, rất là nhẹ nhàng luôn, dễ chạy lắm. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì anh em thấy không, trước mặt anh em đó là một con xe mà đi ra đường thấy mô tô ai cũng gọi là Z1000 đó. Z1000 hay là Z1000 gì cũng được. Thì quý vị có thấy ở đây, xin lỗi anh em, tại dạo này coi drama nhiều quá cho nên lộn, hay kêu quý vị anh em thì anh em thông cảm nha. Ok, không có quý vị nữa, ok. Rồi thì hôm nay mình đem đến cho anh em là gọi là một con Z1000 thần thánh. Thì con xe này hiện tại bên mình có bán luôn là 272 triệu, đã báo giá luôn rồi anh em. Rồi xe biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là của một anh chủ xe giấu tên, nhưng ảnh là giám đốc nha anh em, cho nên mình không có lộ thân phận được, ảnh là giám đốc. Thì điều đầu tiên thì mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô trước cái đã. Thì con này là đời 2016. 2016 là nó có bảng màu xám, màu đỏ candy á. Rồi cái màu trắng này nè, màu trắng này là hiếm lắm luôn á. Màu trắng này là cực hiếm luôn anh em à. Thì bây giờ cái con Z1000 này nó nổi tiếng là bởi vì nó có cây bô nè. Cây bô có 4 cái lỗ. Đây quay cây bô có 4 cái lỗ cho anh em xem. Quay kỹ lên nha, đừng có rung tay nha cameraman. Thì bây giờ dịch hơi khó khăn, mình quay clip rồi nó hơi khó. Rồi ok chưa anh em? Rồi thì bây giờ mình sẽ tới cái màn đó là test cho anh em nghe tiếng bô trước đi, cho anh em khỏi lăn tăn nữa. 2:16 là có nồi chống trượt rồi nha anh em nha. Rồi mình sẽ vô nghe tiếng bô trước, rồi lát mình sẽ review kỹ cái con xe này cho anh em nghe nha. Đó, thì bô này móc nhẹ thôi nha anh em nha. Rồi ok, thì đó là cái tiếng bô của con Z1000. Rồi Z1000 thần thánh. Thì ở con xe này chủ xe để khá là lâu, có nghĩa là để hình như là 2 năm không chạy thì cái vỏ của nó sẽ bị gọi là sẽ bị oxy hóa, với lại bị nứt á, bị hư cao su, bị nứt á. Thì mình lấy về mình phải vô cặp vỏ mới. Và con xe này quay kỹ cho anh em xem, tem zin còn nè, tem zin còn, là lúc mình lấy về là dán keo nguyên con nha anh em. Tem zin, đây quay cho anh em xem, đây tem zin. Đó, tem zin. Rồi ok chưa? Thì mình lột keo con này cực lắm anh em, keo để lâu á, cột lột á. Đây quay kỹ cho anh em xem.
Ở đây là mình lột keo hết rồi nè, lột keo ra là không một vết chày luôn anh em thấy chưa, màu trắng mà không cũ luôn đó. Anh em mua về là anh em phải dán keo đây. Đây là minh chứng cho việc ở đây tôi chưa có lột keo nè. À quên lộn, ở đây lột keo chưa có chà bớt cái gọi là cái gì, cái này gọi là cái ám keo đúng không? Cái keo mà nó dính lên xe á, cái đó gọi là gì ta? Mấy cái vết mà khi mình lột keo trong ra nó ám lên á. Mấy gọi là mấy cái bã keo hả? Thì nó còn dính lên đây nè, dính lên đây xíu, cái này mình chưa chà. Cái này chưa chà nè. Mình để làm minh chứng cho anh em biết là con này mình mới lột keo. Đó. Rồi ở đây là lột là chà rồi nè. Cái vàng màu trắng là mình chà rồi, rất là mới tinh luôn, mới keng luôn anh em. Và ở trong đây á, mình sẽ có một cái clip là mình đã tháo ra để kiểm tra cho anh em rồi. Cái xe này chưa từng ngã luôn nha anh em nha. Ở trong là không có dấu chày xước hay là dấu bể vàng áo luôn. Có nghĩa là nó chưa có ngã. Ở trong là mình có clip, mình sẽ chèn cái clip xuống dưới đây. Rồi anh em coi cái clip đó nha, cái clip mà mình tháo ra mình vệ sinh mình kiểm tra. Đây anh em, có anh em nào mà nhìn ra đây là con Z1000 không? Thì sẵn tiện mình quay cho anh em xem. Thì khi mà mình đem xe về đó mình phải tháo ra kiểm tra nha anh em nha. Kiểm tra bên trong và rửa sạch toàn bộ bên trong. Đây là con Z1000 2016 màu trắng. Bản này hiếm lắm nha anh em. Đó, mình phải vệ sinh bên trong, mình kiểm tra bên trong rồi đó. Anh em mua xe phải kỹ, coi thử bên trong rồi sườn nghe thế nào, xe mà như thế nào, mà xe đẹp hay keng là kiểm tra bên trong là lòi ra hết nha anh em nha. Đó, vệ sinh hết bên trong. Thì có những chỗ mình phải tháo ra mình rửa nó mới sạch anh em. Giống như mỏ cày nè anh em thấy không, mình phải tháo ra để mình rửa hết tất cả những cái bụi bẩn ở trong đây. Đó, và cái vàng áo trong đây. Nếu như mà xe mà anh em kiểm tra xe mà nó có mà dặm tút là trong đây nó sẽ có dấu hàng nha anh em nha. Đó, còn xe này mới không có gì hết, tem zin còn luôn. Thì mình đang chà cái keo á, cái keo trong á anh em. Đó, đang chà keo trong đó anh em thấy chưa, tem zin còn luôn bên trong nè anh em nè. Đó, quay thực tế cho anh em xem. Đó, anh em thấy bên trong nó không, rất là đẹp luôn. Đó, không có gãy bát gì luôn. Đó, kiểm tra test xe vậy mới là test. Rồi bây giờ sẽ lên sóng cho anh em ha. Mình sẽ rửa sạch sẽ rồi mình sẽ lên sóng cho anh em xem. Z1000 2016. Đó, anh em nhớ theo dõi nha. Xe có bán luôn nha anh em nha. Đó. Máy anh em thấy không? Rồi, bây giờ sẽ ráp xe lại cho anh em ha. Rồi, ok, anh em xem cái clip đó đây. Rồi, tiếp tục. Thì cái con Z1000 này ở nhà mình vẫn có Z9, Z8. Nếu như mà anh em mà nhỏ con, tầm mấy 6, thì anh em có thể chọn Z9. Còn anh em mà ok, như cỡ mình là chạy Z1000 rất đẹp rồi. Mình sẽ chạy thử cho anh em xem. Thì trên con Z1000 này thì có bô móc nhẹ nè, bảo vệ lốc máy nè, chống đổ nè, cái này là cái gắn vô cho đẹp nè, chống đổ trước gắn vô cho đẹp nè. Và con này á, là do không đi trong thời gian dài nên mình vô cho nó một cặp vỏ khác nè, rồi một cặp bố mới luôn. Bố mới là mới chưa có chạy luôn anh em, là thay vô là chạy, tại để lâu quá nó sẽ dính, nó hít vô. Mình về mình phải vệ sinh, có nghĩa là mình vệ sinh heo dầu rồi này nọ đó. Đó, rồi xong mình thay bố mới 100% luôn vô cho anh em đi, tại để lâu rồi keo quá anh em. Mình phải nói đó, đây cameraman là một người là lột keo con này, lột tới công chuyện luôn đúng không Bi? Lột hả? Lột 2 ngày luôn á, có nghĩa là keo để lâu á, lột ra trời, lột tới công chuyện luôn á. Thằng Kiệt á, nó kêu là tới cục nó nói là lột á, mà cuối cùng anh em đã lột ra xong rồi, rất là đẹp. Đây, nhìn trên bình xăng nè, nhìn trên bình xăng đây, cái sơn nó mới nè. Đâu ở ngoài vô nhận xét cái vàng sơn nó coi, thử nhận xét nói vài câu nghe coi vàng sơn này cảm thấy thấy là sao, lột keo ra thấy là sao, đã không? Một vết chày luôn, không một vết chày luôn trên đây nè, nó lột ra tuyệt vời luôn. Rồi thì bây giờ con này á, thì anh em chở người yêu rất là thoải mái, tại vì nó rất là nhẹ, nói chung là chạy rất là thoải mái nha. So với đánh giá thì mình 1m7 thì mình ngồi đây, ngồi cho anh em vừa đủ nha. Xe này không có hạ hay không làm gì hết á, vừa đủ luôn đó, vừa đủ luôn. Lâu lâu mới tìm được con Z1000 đẹp vậy á.
chứ vết ngàn bây giờ người ta đi cũng nhiều, không có đẹp đâu. Mà điều lột keo hơi bị tới công chuyện xíu. Có thể là mẫu ngồi phía sau cho anh em nhìn được không? Lỡ tới rồi, giao lưu đi. Ngồi phía sau coi. Rồi, đúng rồi, ôm như một người phụ nữ nè. Đó thì ngồi. Cái con Z1000 này á anh em, khi anh em chở người phía sau á, ngồi cực đẹp, phải nói là cực đẹp. Bởi vì á, do thứ nhất á, là giá tiền nó hợp lý. Xe mới này á, xe Z1000 mới hiện tại tầm 400 mấy chục triệu một chiếc. Thì xe cũ là tầm 200 mấy, như con này là 272. Mình bán luôn, anh em mua thì cứ liên hệ số điện thoại. Thì thứ nhất là nó ngầu, thứ hai là cái kiểu dáng nó gọn, thứ hai hợp thời trang. Rồi người ngồi sau ngồi thoải mái mà người ngồi trước ngồi vẫn thoải mái. Thì đó là một cái sự lựa chọn phù hợp với người châu Á mình, cho nên cái con này ở đây nó đi nhiều. Đó, và anh em mà lên CC lên con này cũng rất là hợp lý. Nhưng mà tại vì xe này nó đi nhiều thì số lượng xe đẹp nó không còn nhiều. Đó cho nên rất là hiếm, cho nên bên Minh ít là vậy á. Tại vì anh em thấy Z1000 rất là nhiều mà tại sao anh Minh bán rất là ít? Lâu lâu mới có một chiếc, tại vì phải săn dữ lắm mới có. Đó anh em hiểu là vậy, chứ không phải là xe nó nhiều là mình phải có nhiều đâu, phải săn dữ nó mới có một cái con gọi là can như vậy. Đây là anh em ở ngoài người ta tới đó mà người ta nhìn nhận con xe. Thôi được rồi, ngồi được rồi. Và con xe này rất là đặc biệt, khi anh em chở người yêu phía sau, anh em dừng lại dừng đèn đỏ, cái tay anh em gác lên cái đùi mà người yêu mặc váy hay là mặc cái gì nữa, trời ơi nó nhức nách luôn, đúng không đâu nè. Ví dụ đây cái này không có phải nữ, đây cái này là bóng bang bang. Làm để đây thấy không, dừng lại đèn đỏ nó thoải mái cực kỳ, phải không? Nó thoải mái hơn những cái con xe khác đang mình đang cảm nhận là vậy, thấy không, thoải mái không? Rồi ví dụ gặp mấy ông mà kiểu như là sao hay mình đi ngoài đường á, mấy anh bạn trai là hay kiểu có bạn gái có đùi á đi hay gì đó, là con này rất là hợp lý. Và người phía sau cũng rất là đẹp, ngồi rất là đẹp. Rồi được rồi, mất công người ta nhìn vô tôi tưởng bóng mang bang không mọi ơi. Được rồi. Con này thì có chắn gió đồ nè, chắn gió đồ đầy đủ. Bây giờ mình chắc Minh sẽ ra để cho cameraman 1m6 cho Jason Boy, chị Jason Boy vô làm mẫu coi Jason Boy. Rồi tại dịch thiếu người nha anh em nha, nên phải vậy. Rồi 1m6 lên chống thử coi. Đồ cảm giác rất là khó khăn. Đồ anh ta rất cố gắng rồi nhưng mà cuối cùng cũng chống được. Thì cái chân nó sẽ hơi nhón. Đây. Chân sẽ hơi nhón, lấy đây con, lấy banh cho bé kìa. Rồi. Suốt luôn. Đó thì 1m6 sẽ là hơi nhón. Nhưng mà cảm giác sao khi mà một người thấp bé nhẹ cân thì thoải mái, Z1000 cực kỳ thoải mái. Đó là những gì mình đem đến cho anh em, một con Z1000 đẹp thoải mái. Thì con này á nha, rồi cầm máy đi, trở xuống rồi dỡ chân cao lên coi chừng chạy xe của tôi cha. Rồi cầm máy nè. Rồi bây giờ mình hù anh em mình quay trở lại. Thì con này anh em lưu ý, khi mà có bạn gái á mà không biết leo á thì anh em cứ cho bạn gái đạp lên đây rồi leo lên đây là leo lên được đó, rất là dễ. Còn không thôi chân dài thì chỉ cần bỏ đây bỏ qua kia, nếu như chân ngắn thì cách này, còn chân dài thì cách này. Và đặc biệt á nha, anh em leo lên sau thì nhớ giơ chân cao lên, không thôi là nó sẽ chạy những cái viền này. Ở đây là đang giữ rất là kỹ, tại xe này ít chạy cho nên những cái viền này nó không có chạy. Bi có thể quay kỹ vô đây, nó sẽ không có chạy tại vì ở đây rất là kỹ, không có quẹt chân, cho nên những người mà ngồi sau thì nhớ giơ chân cao lên đó. Rồi một cái điểm tiếp theo mình muốn nói là ở bên Minh là sẽ hỗ trợ anh em lên CC. Có những anh em mua xe nhỏ bên Minh mà muốn lên phân khối thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em giao lưu trao đổi. Và một cái nữa là sẽ hỗ trợ quay đầu nha anh em nha. Bao quay đầu chứ không phải bao quy đầu, bao quay đầu cho anh em. Nó nghĩa sao anh em đi thì sẽ quay đầu cho anh em sẽ tầm 10%, nó cỡ đó đó. Rồi tùy theo cách anh em chạy xe giữ xe nữa. Còn bây giờ khẳng định anh em, con xe này mua về chỉ có leo lên và chạy thôi, leo lên là có người yêu liền, leo lên là chạy thôi. Và bất kỳ lỗi kỹ thuật nào
hoặc là bất kỳ một cái nào anh em không giữ ý qua bên mình, bên mình có sửa chữa hoặc là fix những cái lỗi mà anh em không thích luôn, hoặc anh em muốn lên đồ chơi là đều có đầy đủ, hoặc là muốn dán đề can là mình đều có luôn, lo cho anh em từ A tới Z. Anh em chỉ cần nói chung là lo cho anh em từ A tới Z, giống như ở những chỗ mà anh em hay đi, đúng không? Đi đâu? Đó, đi đó, từ A tới Z luôn. Thì ở đây mình cũng lo cho anh em chơi từ A tới Z luôn. Anh em không có suy nghĩ gì nữa, anh em muốn tới ớ cũng được đó. Thì đề can, dán đề can hay là dán cái gì đó, thì con này nếu như anh em nào mua về á thì mình phải dán đề can lên cho nó khỏi chày. Thực sự luôn, những con xe như vậy nè thì mình rất là cưng luôn, tại vì nó quá đẹp. Nó quá đẹp đi, nó không còn gì bạn cãi. Cái nước sơn của con Z1216 mà quá đẹp, mua về là phải dán đề can anh em à. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, thì Minh cố gắng review dễ hiểu nhất có thể và vui vẻ nhất đối với anh em, đối với mình. Anh em xe nhỏ xe lớn gì qua chơi cũng được. Và con này thì tiêu hao nhiên liệu nó sẽ tầm 15 đến 17 cây một lít đó. Thì con này thì nó chưa có gọi là nó còn can, thì nó ít hao xăng hơn những con xe đi nhiều một chút xíu đó. Và con này thì đi tour thì khỏi nói rồi, rất là êm nhẹ nhàng. Giờ còn gì để nói nữa đâu, tại vì Z ngàn này mình review quá nhiều rồi. Thì bây giờ chỉ nói về con này để cho anh em nhìn và anh em mua nó thôi, chứ giờ đâu còn gì để nói. Nó mà anh em muốn coi phuộc nè, đã không? Nói chung là không có lỗi lầm gì hết luôn đó. Anh em về chỉ chạy thôi, và bên mình có hỗ trợ mọi thứ mà anh em sau này muốn chơi cái gì là hỗ trợ hết từ A tới Z. Rồi ok vậy nha anh em nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Và anh em đừng quên nhớ đăng ký kênh và bấm chuông, để khi những có những con xe đẹp nhất mới nhất thì mình sẽ, nó sẽ hiện lên cái điện thoại anh em để anh em coi, anh em ngắm, anh em nhìn. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Bye bye.